Rồi, bữa nay nó lên cái móng chân màu đỏ luôn mới ghê. Còn trong đó bóng nó trắng của ai vậy? Ừ? Chào ông Linh, cho mình hỏi trong đó là bóng trắng như thế nào, nam hay là nữ? À, thằng kia mày đi đâu hả? Thì tôi là người đi khám phá về tâm linh. Chỉ có những người đi khám phá tâm linh giờ này thôi, chứ đâu có ai mà đi chơi giờ này Hương Linh. Hello anh chị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Thì hôm nay mình quyết định trở lại Bụi Tre. Thì như những tập trước mình đến đây gặp vong hồn em bé. Rồi những tập sau là mình đến gặp vong cô gái. Cô ấy đó, cô nói là cô là mẹ của vong em bé. Thì cái này mình cũng không biết là cô là mẹ của em bé hay không. Nhưng mà thật sự mình cảm thấy cô ta đi tìm con rồi khóc rất là nức nở. Thì mình có nói với cô tại sao hai mẹ con của cô đã thét rồi, nhưng mà tại sao cô không có bảo quản con của cô được sao? Thì cô có nói là cô phát hiện con của cô đi tìm thức ăn, đi lén cô, chứ không phải là cô cho bé đi cả nhà. Thì bé về, bé có nói với cô là bé đến khu vực chuồng heo của ông bà cụ để tìm thức ăn và uống sữa và ăn bánh chứ. Còn cái tập mà uống sữa là mình nhìn ở trên cam khúc cuối là bé bị một vong đến bắt bé đi. Thì hôm nay mình quyết định trở lại đây để cầu vong hồn nào mà bắt bé là phải đem đến đây để trả cho cô gái mà đi tìm con đó cả nhà. Thì mình chọn cái giờ này là giờ linh thiêng. Hiện tại là 12 giờ khuya cả nhà. Đó, quý anh chị và các bạn cũng thấy là hiện giờ nhà cửa ở phía bên kia là họ ngủ hết và không có còn tiếng nhạc nữa. Thì gần đây cũng có nhiều bạn comment nói á, mày bớt nói chuyện lại đi. Thì tất nhiên á, các bạn cũng phải nghĩ lại, các bạn có cái não không? Người ta đi làm tâm linh thì tất nhiên người ta gặp vong, người ta phải giao tiếp, rồi người ta phải lấy thông tin đàng hoàng người ta mới giúp đó. Còn các bạn nói có một hai bạn nói tôi nói chuyện nhiều. Nó bạn thích thì bạn xem, bạn không thích bạn qua kênh khác bạn xem vậy thôi. Tôi thì nói chung khán giả của tôi thương tôi rất là nhiều mà. Nó không lẽ tôi đi săn ma, tôi đi vô nghĩa địa, hay là tôi đi vào cái Bụi Tre rồi tôi đưa cái mặt ra tôi đi quay sơ sơ cho mọi người xem cái khung cảnh thôi. Không lẽ cái miệng tôi bị câm lại đó quý anh chị và các bạn. Nếu mà fan hâm mộ của mình á cảm thấy mình nói đúng thì quý anh chị và các bạn nhớ comment cho mình biết. Chứ mình đi giúp vong linh, không lẽ mới vừa gặp vong linh hỏi sao muốn giúp không? Ba vô giúp liền sao? Nó Thì mấy comment đó là hôm ngày mình cũng bực bội, nhưng mà mình không thèm nói về cái phần đó. Hôm nay mình chỉ nói đơn giản vậy thôi đó. Bạn thích thì bạn vào bạn xem, bạn thích thì bạn ra đó. Chứ thật sự một hai người không thích mình không xem cũng đâu có sao đâu cả nhà. Thì bây giờ không có nói vòng do gì chân á, mình sẽ vào cái bụi tre này và qua cái chuồng heo để tìm vong. Quý vị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha. Trời ơi, cái con nhện á, mấy bữa nay nó vẫn còn ở đây ta. Trời ơi, bữa nay nó lên cái móng chân màu đỏ luôn mới ghê. Còn trong đó bóng nó trắng qua vậy. Ừ? Chào bóng Linh, cho mình hỏi trong đó là bóng trắng như thế nào, nam hay là nữ? À, thằng kia mày đi đâu hả? Thì tôi là người đi khám phá về tâm linh. Chỉ có những người đi khám phá tâm linh giờ này thôi, chứ đâu có ai mà đi chơi giờ này. Hương Linh, cho mình hỏi nam hay nữ vậy? Nam hả? À. Hỏi cho biết mình đến đây lâu chưa? Cái gì? Con gì? Vậy hả? Trời. Những cái con đó là con nháy, con ếch, ảnh ương, nó chuẩn bị báo hiệu về cái việc mà ông trời chuẩn bị mưa. Ông đến bụi tre này ông ngự hay sao? Địa bàn đây là nói chung đâu phải của ông. Tôi thấy mấy vong kia họ ngự mà. Vậy là ông đến đây chiếm địa bàn ha. Cười chứ. Hỏi cho biết để cái người giúp vong giúp cho ông. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi? Gì dữ vậy? Hơn ngàn hả? Thấy gì đâu, bụi tre mà thấy gì? Có hai sừng hả? Quỷ đồ dê chứ gì. Ôi, ôi ông nội ơi. Quỷ đồ dê con tới một chuyện rồi. Ôi ơi, có hổng trả cô gái chứ gì. Phải đồ dê đó không? Bữa đó ông đem lại ông nói có một cô gái ông của ông bạo lực quá, ngủ nghe không được, là cổ la quá rồi ông đem lại ông trả, tôi giúp cho cổ đi về chùa rồi mà. Tôi đang nghi về cái việc quỷ đồ dê là của ông á, là ông á là có thể bắt cóc em bé, có phải không? Bữa hổm có một bé đi vào đây nè, đi vào ngoài chỗ chuồng heo á là tôi cúng cho họ đó. Rồi xong xuôi cái phần cuối á, tôi thấy có một vong lại á ôm cô bé đi, nhưng mà tôi cảm thấy mạo dạng đó là giống ông nè, nhưng mà hôm đó là không thấy cái đầu của ông là có sừng, mà hôm nay có sừng là như thế nào? Vậy hả? Tôi đang nghi về cái việc thường thường á, quỷ đầu dê là chuyên đi bắt các bé để về ăn thịt. Đó, chắc có thể là ông quỷ đầu dê chúa kêu ông đi tìm các bé đúng không? Có phải không? Ê, sao không biết? Rồi ơi, quánh, nói chung ông quánh tôi cũng đâu có ích lợi gì đâu. Chỗ này là địa bàn của ông á hả? Mấy đứa kia là mấy đứa nào? Không có đâu, quỷ đầu dê là ông quỷ chúa kia kìa, ổng có nhà mộ ngoài giữa đồng ông ơi. Rồi lính của ông á là chắc chắn là ông làm lính của ông quỷ đầu dê rồi. Sao không phải? Lính thiên ma mà tự nhiên trên đầu có hai sừng đó, rồi cái mặt y chang như con dê. Ừ. Nói gì ấy lắm hả gì? Thôi nói nghe nè, không có nói vòng vo, đem em bé ra đi ông ơi. Em bé mà 60 tuổi gì đó. Sao không biết? Ông bắt rồi. Sao gì? Chụp coi. Rồi bắt tôi luôn hả? Bắt tôi về làm gì? Thịt của tôi giờ nó cứng lắm, dài dai nữa. Thôi nó nghe nè, thôi đi về chùa tu tập đi ông ơi. Trời gì ông quỷ đầu dê, ông ở trong nhà quan, trong nhà mồ ấy chứ. Nói gì? Con nào? Kìa, tôi thấy có con bóng trắng trắng lại đây làm gì kìa? Hả? Hả? Coi. Hả? Trả con ta đi ông ơi. Tào lao, ta đi kiếm con người ta kìa ông ơi. Phải rồi. Giỡn gì quá hổng, con người ta đi ăn bánh ngoài này nè. Cái ông lợi ông gình gình ông bắt, uống sữa, cái ông ginh nguyên lốc sữa đi luôn. Rồi đó ông lấy lốc sữa của người ta luôn nữa. Ừ. Tôi nè. Kêu Vong hay là kêu tôi? Ông đuổi hết rồi bà ơi. Thôi không có đâu, thường thường quỷ đầu dê á, là bắt em bé không á. Con của người ta đâu trả ra đi ông cố, ông quỷ đầu dê. Ông thầy của ông á là chuyên bắt gái và bắt nít nữa. Tào lao không? Ông qua đây là tụi quánh ông chết á. Tào lao nha. Tao gì? Không bắt sao à, ai cũng đổ thừa ông như vậy? Bà kia cũng đổ thừa ông luôn. Rồi ông cũng đổ thừa luôn là sao? Tôi đang đa nghi là em bé ở trong bụi tre ông đang giấu cho ông. Không đâu ta. Bữa nay trời mù dữ vậy trời. Chắc có thể là ở gần đây có ai đốt khối gì đó cả nhà. Ông trả em bé cho người ta nha. Người ta đi kiếm con người ta lung tung beng nè. Có khi nào ông này ổng không có bắt bé mà mình cứ đổ thừa họ không ta? Tại vì ở đây có bụi tre rất là gầm gạp nè, nhiều khi vòng đến đây ngự qua đêm đó cả nhà. Ôi cha, hôm nay mình cảm thấy địa bàn ở đây rất là sạch sẽ ta. Chắc có thể chủ vườn mới làm cỏ chứ đâu. Hổng đi ngang đây không được, mà dướng bụi tre, dướng cái lùm chứ. Ông chích rất là nhiều luôn á. Hôm nay ok nè. Còn quỷ đầu dê đâu rồi? Còn nước ở đây là mình cảm thấy nước nó không có ra vô quá nha, thành ra nó lên nước đen. Vậy mình có thể cúng kiến tại vị trí này cả nhà, để mình cầu vong nào mà ẩm em bé bỏ hỏm đem đi á, hôm nay đem lại trả mới được chứ. Nãy giờ mình đi vệ sinh nữa nha, thành ra mình không có ngồi ở phía sau máy, không biết có hai ông đó đến đây hưởng nhang đèn hay không. Thì tôi xin nhắc lại, nếu mà vong á, đầu dê có bắt em bé thì nhớ đem lại đây. Gì vậy? Không lẽ cha nội quỷ đồ dê lên trên cây dừa ngự người ta? Mình mới vừa nói cái bắt đầu trái dừa con ở trên cây nó rớt xuống xém chúng mình luôn mới ghê chứ. Ghê vậy? Còn đây là bụi chuối già nữa nha. Ta nghi quỷ đầu dê này ở trên lọt dừa đang ngự chảnh chứ đâu. Ông có chảnh thì ông xuống đi ông ơi. Để mình về xem cam lại nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà.